Dạ vâng, xin chào toàn thể các bác. Hôm nay em có con lọc Binger, hàng thương hiệu của Đức, hàng của Đức nha mọi người nhé. Đấy, còn rất là đẹp. Cần gạt này có đèn nhé mọi người nhé, cần gạt này có đèn. À, con này nó có cả cắt súp nữa. Đối với dòng Binger thì có khá là nhiều model, nhưng model này là model cao cấp nhất, 6200HD các bác nhé. Em có duy nhất mỗi con thôi. Đấy. Còn zin đẹp. Có rất là nhiều những cái nút cho các bác nghịch tinh chỉnh. Ấn cái này vào thì khi mà mình mở nhạc to lên thì đèn nó sẽ nháy. Đèn nó nháy lên. Còn nhà này thì nó sẽ sáng luôn. Đây, thì mà không nghe qua lọc đấy, thì tiếng nó rất là bình thường. Ấn vào nút này in và out này, ấn in là nó chạy qua lọc. Mình cảm nhận được rõ rệt luôn nha các bác nhé. Hàng của Đức thì nhất là cái dòng Binger này thì nó rất là nổi tiếng. Nó nổi tiếng từ rất là lâu rồi. Và với cái model như thế này, những con lọc như thế này là cái đời cao cấp và cũng là loại hay nhất. Anh nào mà đam mê cái thương hiệu này thì sẽ biết được cái dòng Equalizer này. Nó rất là hay. Có nhiều bác nhìn qua sẽ nầm tưởng là cái con 3102. Con 3102 này nó mỏng hơn. Đấy, nó chỉ dày hơn một nửa so với con này. À, con này size của nó là size 324U, khá là dày. Khá là dày, nhìn cảm giác như kiểu là hai con chập lại một ấy, hai con chập lại một. Đây, sau á. Có đường cắt súp luôn ở đây nhé mọi người nhé, có đường cắt súp luôn ở đây. Con này em đang bán mức giá là 3 triệu nhé mọi người nhé, 3 triệu. Các bác có nhu cầu mua hàng liên hệ trực tiếp số điện thoại 0976658815 hoặc 0925886889, địa chỉ tại khu Phú Ngái, phường Cộng Hòa, sau đó trên Hải Dương. Con này giá bán 3 triệu, anh em làm chuyển khoản bao ship nha. Rồi, clip này em xin kết thúc tại đây. Cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.